xin chào các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc một bài trong báo của bất động sản Việt Nam GreenTime.vn cơ quan ngôn luận của hiệp hội bất động sản Việt Nam kỳ này thì uh, thật của dự án này câu chuyện của nhà tỷ phú Skyway ảo để lôi kéo con mồi các cò đầu tư cho biết Skyway sẽ IPO phát hành cổ hiếu lần đầu ra công chúng sau qua 15 giai đoạn tuy nhiên không biết giai đoạn nào sẽ kết thúc là giai đoạn 15 và Skyway lên ngoài sản chứng khoán. Thế nhưng các nhà đầu tư cho biết Skyway không hề có trụ sở hay đại diện ở Việt Nam. Việc hoạt động của chương trình này đều thông qua các nhà đầu tư tham gia mua cổ phần của Skyway, chia hoa hồng và hoạt động kiểu mô hình kinh doanh đa cấp. Tiếp cận với một nhà và nhà đầu tư mua cổ phần Skyway sau nhiều cuộc điện thoại cuối cùng từ Skyway siêu hạng. cứ lúc miệng nổ với con mồi bằng việc cho xem các hình ảnh bản thân thực tế tại tập đoàn Skyway. Vừa gặp chúng tôi, Cường nhanh nhẩu giới thiệu bản thân cùng hai người bạn đồng hành đầu tư cùng với bản CV hoành tráng khi đầu tư hàng trăm nghìn USD mua cổ phần. Bắt đầu câu chuyện về đầu tư mua cổ phần Skyway, Cường vũ ngực khoe. Anh là người trải nghiệm trực tiếp bên đấy, Liên bang Nga, để cho em thấy tính chính xác và có niềm tin nhiều hơn. Anh là người chia sẻ trải nghiệm và niềm tin của anh thôi. Cường cho biết, Dự án Skyway được ông Junitsky, một nhà khoa học Nga gốc Belarus nghiên cứu và phát minh từ năm 1977. Sau đó, năm 2013, tập đoàn Skyway được định giá bởi các cơ quan chức năng và công ty thẩm định giá quốc tế cho thời gian từ năm 1977 đến 2013 là 400 tỷ USD. Năm 2014, tập đoàn phát hành 400 tỷ cổ phiếu. Phía tập đoàn giữ lại 267 tỷ cổ phiếu bán ra ngoài công chúng, 133 tỷ cổ phiếu. Bây giờ nói Skyway ai cũng biết, Đôi khi gặp mặt anh nói một uh, cái đầu tư thì người ta hỏi ngay có phải Skyway hay không. Cường chém gió nhiệt tình về sức hút của Skyway. Tiếp đó, Cường thao thao bất tuyệt về dự án Skyway, rằng đây là một dự án công nghệ con đường trên cao, sẽ thay đổi cách thức vận, uh, vận hành của vận tải. Chỉ vào máy tính, Cường suýt xoa nói mô hình vận tải Skyway. Anh sang đấy và trèo lên con này rồi, chứ không phải là mô hình nữa. Cường cho biết, năm 2018, anh cùng một nhóm nhà đầu tư tập đoàn Skyway không có trụ sở hay văn phòng đại diện. Khi chạy thật thì không còn cơ hội đầu tư cho anh em mình nữa Đây là trần nhà của khu triển lãm Có triệu cái tên của những người đã tin đầu tư từ khi còn sơ khai và được vinh danh trên bảng vàng Như anh Nguyễn Văn Tâm đầu tư từ giai đoạn đầu giờ có 110 triệu cổ phiếu Cường trèo kéo con mồi Theo lời tay chùm đầu tư này Skyway kêu gọi vốn có 15 giai đoạn Hiện đang là giai đoạn 13.2 Đây là quỹ Skyway Capital Hiện đã có 400.000 đầu tư ở trên 200 quốc gia Cường nói Tiếp lời, Cường cho biết Anh ta sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư từ khâu lập tài khoản Cũng như việc thanh toán tiền mua cổ phần Skyway Thậm chí, Cường còn đóng vai trò quản lý giúp tài khoản Skyway Chỉ cần nhà đầu tư chuyển tiền Thì anh ta sẽ giúp đỡ từ A đến Z Việc mua cổ phần Khi tôi ngỏ ý muốn hỏi cách thức thanh toán tiền để mua cổ phần Skyway Cường tỏ vẻ không hài lòng Việc đẩy tiền bọn anh sẽ hỗ trợ em không còn lại rất đơn giản, em chuyển tiền qua ngân hàng hoặc internet banking cho anh Sau đó anh sẽ mua Perfect Money hoặc Bitcoin nhưng bọn anh thường mua Perfect Money hoặc mình có thể mua USD của tài khoản Skyway khác, Cường nói. Cường cho biết, sau khi thanh toán xong, có khoảng thời gian lưu ký vào sổ cái của tập đoàn, khoảng 20 đến 30 ngày, sau khi vào tài khoản Skyway thì nhà đầu tư sẽ thấy chứng chỉ, còn nếu muốn chuyển về Việt Nam thì mất thêm 10 đô. Bánh vẽ sở hữu triệu đô. Tiếp dần câu chuyện về giấc mơ tỷ phú trong tương lai gần. Theo Cường, nếu đầu tư mua cổ phiếu Skyway đợi đến lúc lên sàn chứng khoán thì bỗng chốc đã trở thành người sở hữu triệu đô, Tuy nhiên tôi tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi Cường Bao giờ Skyway mới IPO? Cường ẩm ừ và nói chưa biết thời gian chính xác Chỉ biết rằng sau khi kết thúc 15 giai đoạn Có thể là năm 2020 và 2021 Cường Trấn An Như tập đoàn Alibaba của Trung Quốc Thành lập từ năm 1999 Đến năm 2014 mới IPO Tức là mất 15 năm Bình quân một tập đoàn lớn mất khoảng 4-8 đến 8 năm mới IPO Thời điểm năm 2014 Nhà đầu tư mua 1.000 USD thì được 1 triệu cổ phiếu, còn bây giờ phải bỏ 15.000 USD Skyway kêu gọi từ năm 2014 thì đến năm 2020, 2021 Con người khổng lồ này sẽ lên sàn, sẽ có 500 triệu USD Những người mua cổ phiếu Skyway từ năm 2014 đến nay đã 5 năm Như vậy, nếu họ chờ được đến lúc đó là 7 năm Như anh đây, anh bán cả xe ô tô và giờ mua 1.800 cổ phần Nếu lúc đầu em mua 250 đô cổ phiếu Facebook thì bây giờ đã là tỷ phú rồi Bởi vì lúc IPO là 0.1 USD một cổ phiếu và bây giờ lên 178 USD một cổ phiếu Hiện tại nếu sở hữu 2.500 cổ phiếu tính ra em có 10 tỷ rồi Cả đoạn đường 15 chặng bây giờ là 13.2 Mà không chờ đợi được mình không còn nhìn cơ hội thì Cường thở dài giọng đầy nuối tiếc để thuyết phục con mồi, Cường và bạn đầu tư tên thơ không quên chém gió vào những khoản lợi nhuận quýt xù khi đầu tư mua cổ phần được gọi là môi giới cổ phần doanh nghiệp. Để có được cấp bậc này, nhà đầu tư phải mua gói 10.000 đô. Nếu nhà đầu tư cấp 1 giới thiệu cho 3 người tham gia dưới mình với mức tiền trên, họ sẽ được hưởng 15%, tương đương 1.500 đô. Cũng ở cấp bậc 2, khi có một người trong 3 người đó mời được người khác đầu tư thì sẽ được hưởng 4%. Vẫn những lời mật gọt của thơ, ở đây là em cho người ta cơ hội để đầu tư nếu em mua gói 10.000 USD trả góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng đóng 1.000 USD, nếu không đủ thì hai người có thể đầu tư chung. Nếu chỉ mua gói 5.000 USD thì tỷ lệ chỉ được 47.000 USD Nhưng mua gói 10.000 USD thì tỷ lệ lên tới 52.000 USD Tập đoàn đã sở hữu 140 dự án cổ đông toàn cầu Sau khi ra đời chúng ta sẽ được hưởng lợi từ các dự án đó Nếu chúng ta muốn mua bán cổ phần nó có một sàn giao dịch riêng Khi đầu tư vào đây chúng ta có quyền sở hữu cổ phần của tập đoàn này Em là cổ đông và là đối tác của tập đoàn Việc của công ty là tạo lợi nhuận hàng năm để trả cổ tức cho chúng ta Thơ cũng không quên cái vỗ ngực qua thành tích của mình. Giới trị đang có 1 uh, 7 nhà đầu tư và họ đã đầu tư hơn 1,3 triệu USD. Trước một năm sẽ được hưởng gần 2 tỷ. Hiện tại chị sở hữu 20 triệu cổ phần. Chỉ cần số cổ phần này lên sàn với giá 1 USD chị đã có 20 triệu đô rồi. Theo lời tìm hiểu để sở hữu cổ phần của Skyway các nhà đầu tư trước hết lập tài khoản Skyway đăng ký mua cổ phần để sở hữu cổ phần Skyway, nhà đầu tư thanh toán tiền USD dưới hình thức khác nhau. Tuy nhiên, nhà đầu tư Việt Nam thường thanh toán qua hình thức Perfect Money và Bitcoin. Ví Perfect Money, Bitcoin được nạp tiền qua tài khoản ngân hàng Việt Nam. Cụ thể, nhà đầu tư lập uh, trên website sàn tiền ảo .vn trên tài khoản của trang web này, nhà đầu tư USD và Bitcoin nạp vào ví Perfect Money, Bitcoin thông qua việc chuyển tiền ở ngân hàng. Nói tóm lại là đi qua một hệ thống trung gian. Và lúc này thì chúng ta có thể nhìn thấy là hầu như tất cả những người giới thiệu chào bán lúc nào cũng chỉ muốn đề cập đến vấn đề là các bạn sẽ có lãi nhưng mà chưa thấy vấn đề là nếu mất thì sao tiếp theo nữa hoạt động công ty là gì chả ai nói chỉ thấy là họ kiếm được lời dựa trên việc là bán cho người tiếp theo và rủ chúng ta là tiếp tục là đi mời những người khác thì đây rõ ràng là một phần biến tướng của đa cấp và chúng ta sẽ chờ kỳ số 3 để xem là vén màn bí ẩn bức bánh vẽ này thì nó sẽ là như thế nào.